Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng đã đến thăm Hội người Việt Nam tại tỉnh Atapu, trường trung học cơ sở hữu nghị Lào Việt và thăm trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Atapu. Đến thăm Hội người Việt Nam tại Atapu và trường trung học cơ sở hữu nghị Lào Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh ghi nhận đánh giá cao Hội người Việt Nam tại Atapu, đồng thời mong muốn Hội tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, định hướng kiều bào Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, chấp hành tốt pháp luật, phối hợp thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giao lưu, gắn kết tình hữu nghị giữa hai địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo nhà trường tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh. Đây là ngôi trường của Hội người Việt tại tỉnh Atapu, được triển khai xây dựng vào đầu năm 2019 và đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho năm học 2019-2020 với quy mô 8 phòng học, 1 phòng họp, 1 phòng làm việc của giáo viên và 4 nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng trường là 9 tỷ đồng, tương đương 3,2 tỷ kiếp do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Ngôi trường này không chỉ tiếp nhận giảng dạy cho con em người Việt Nam trong tỉnh mà còn mở rộng tiếp nhận giảng dạy cho con em các bạn Lào. Đây là ngôi trường gìn giữ, duy trì và phát huy sử dụng tiếng Việt, quảng bá văn hóa Việt Nam tại tỉnh Atapu. Đến thăm trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Atapu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của trung tâm trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực dạy tiếng Việt cho người Lào, giới thiệu văn hóa Việt cũng như những hình ảnh đẹp của con người Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với đất nước bạn Lào cũng như các nước trên thế giới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố sẽ nỗ lực tiếp tục hỗ trợ vật chất, nhân lực đối với trung tâm, đồng thời tạo điều kiện cho hội sang thăm, học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Dịp này, thành phố Đà Nẵng tặng 3 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho trường hữu nghị của Hội người Việt Nam, hỗ trợ 2 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng cho trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Atapu.